Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot của Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 2 Ngày 15 tháng 7 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây là những trò bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Cho mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. À, ngày thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với bạn tụ 1 Các bạn tuần một là những người có thể hiện tại các bạn đang mong chờ tin tức hoặc là bạn là những người đã xác định mục tiêu ước mơ và các bạn sẽ cố gắng để có thể có được cái điều mà mình muốn hiện tại có thể các bạn đang trải qua những giai đoạn có sự bức bối những cái đấu tranh những mệt mỏi những áp lực những căng thẳng hoặc có những cuộc thi phỏng vấn gì đó cho nên là bạn cũng đang cố gắng để có thể vượt qua các bạn là những người rất là tin tưởng thông minh À, và giai đoạn này nên cẩn trọng ngôn từ là ăn tiếng nói để tránh hiểu lầm hoặc uh, mâu thuẫn không đáng ha ở đây mình thấy có thể là bạn đang dành thời gian cho chính mình để tìm kiếm kiến thức tri thức gì đó hoặc tìm kiếm câu trả lời sự hướng dẫn à, và các bạn khi mà các bạn có được những cái sự rõ ràng các bạn cũng là một người thầy thông thái cho người khác à. có thể một số bạn đang có những ước mơ gì đó mà muốn khai triển muốn phát triển nó nhưng mà có thể cần thêm chút nghiên cứu gì đó ở đây trong ngày thứ hai này một số bạn sẽ có sự đón nhận tin tức vui hoặc có những cái sự gọi là uh, tưởng thưởng cho mình một cái thức uống ngon lành ha hoặc cái thức uống mà yêu thích hoặc là có thể các bạn được ai đó mời uống nước chẳng hạn hoặc có những cái uh, phần thưởng phần quà một số bạn ở đây thì có thể là các bạn cũng uh, có sự kết nối một người mang năng lượng nữ đây là một người thông minh có khả năng duyên dáng linh hoạt trong cách ứng xử giao tiếp có thể cái người này cho bạn lời khuyên hoặc là hỗ trợ giúp đỡ gì đó hoặc truyền cảm hứng cho các bạn hoặc một số bạn nữ đây có thể các bạn được người khác khen ngợi rằng bạn có vẻ đẹp hơn mọi ngày kiểu vậy hoặc là trẻ hơn ừ. một số bạn có những cái buổi biểu diễn dẫn dắt chương trình gì đó mình thấy các bạn sẽ làm rất là tốt và các bạn có khả năng trở thành một ngôi sao tỏa sáng trong lòng người khác à, được Uhm, tặng quà nữa ha một số bạn ở đây có thể ước mơ gì đó của bạn được trở thành sự thật nè có thể một vài bạn có sự kết nối với người yêu uhm. có một cái tình yêu mới hoặc là tình yêu của bạn nó được nâng cấp trở nên ngọt ngào hơn à, có thể một số bạn sẽ bắt đầu một cái công việc mới những cái kế hoạch mới gì đó có sự làm mới chính mình hoặc là một vài bạn có thể các bạn có cái trạng thái gọi là giảm cân thành công cho nên các bạn cảm thấy rất là vui ha, về cái điều này cho nên một số bạn có thể là sẽ mua những cái bộ quần áo mà mình yêu thích ừ. ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ như mình nó sẽ có những cái chuyến đi công tác hoặc là có sự gọi là rời khỏi một cái tình huống gì đó mà không phù hợp trong ngày này á những bạn nào có người yêu thì nên có sự cẩn thận trong ngôn từ là ăn tiếng nói để tránh hiểu lầm rồi sinh ra cái sự mâu thuẫn hoặc là có thể một số bạn có tình yêu mới và kết thúc luôn những cái uh, giai đoạn uh, tổn thương cũ kỹ trong quá khứ ừ. hoặc là một vài bạn sẽ lên kế hoạch đi chơi với người yêu của mình ha, trong thời gian tới chẳng hạn. Ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn cảm thấy đầu óc của mình có sự nhẹ nhõm các bạn rời khỏi những cái tình huống uh, tiêu cực. Ừ. À, một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn có sự mua sắm gì đó có thể là mua quần áo hoặc là mua thiết bị điện tử mua điện thoại vân vân hoặc là nghiên cứu tìm hiểu về về nó ha thêm một vài bạn sẽ ăn cá trong ngày số ừ. bạn ở đây có thể được được lên chức hoặc là được nhiều người hỗ trợ hoặc là những cái thông tin gì đó mà bạn cần đang cần thì có thể nó được mang đến cho các bạn một cách rất là ngẫu nhiên một cách rất là tình cờ ha và có thể một vài bạn các bạn có sự ký kết, kết hợp đồng mua bán nhà đất gì đó trong ngày nhà, hoặc là có thể các bạn có sự đầu tư ừ ở đây thì mình thấy có thể là các bạn có sự hợp bàn với những người làm chung nhân viên đồng nghiệp hoặc là học hỏi tham gia những khóa huấn luyện đào tạo chẳng hạn ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng sẽ dành những phút giây để bạn có sự thư giãn đọc sách nghiên cứu ha, cũng có những phút giây yên bình cho chính mình nên là có thể trong ngày này bạn nào có thi cử hay là phỏng vấn gì đó mình thấy các bạn cố gắng tập trung và nâng cao kiến thức ở tự tin thấy các bạn sẽ làm được á số bạn có thể là sẽ chuyển nhà chuyển chỗ ở ha, mua bán nhà thành công như mình nói ở đây mình thấy các bạn nữ có thể là bạn sẽ rất là thu hút và có nhiều người muốn uh, kết nối tình cảm nhưng mà mình thấy có thể là bạn cũng có sự tìm hiểu qua lại rồi các bạn uh, có sự gọi là xem xét coi có hợp hay không nếu hợp thì quen tiếp còn không thì thôi có một vài bạn sẽ có sự kiểu uh, sẽ rời khỏi những người không phù hợp như vậy ở đây um, mình thấy có thể là các bạn sẽ có một sự kết nối với một người nào đó hoặc một cái tình huống nào đó và bạn cũng rất là thắc mắc về người này hoặc là cái tình huống đó tuy nhiên thì họ giống như một viên đá quý gì đó có nhiều mặt ha. cho nên là các bạn cần phải có một sự xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau giống như một số bạn có sự chọn lựa cái cơ hội cho mình thì cũng phải xem xét nhiều khía cạnh hoặc là tìm kiếm một cái đối tượng yêu thương thì cũng vậy và bạn cần phải thành thật với chính mình xem liệu những khác biệt giữa bạn và đối tượng có chấp nhận được hay không hay khiến cho bạn khó chịu và nếu như các bạn đang tìm hiểu một cái đối tượng nào đó, có thể đây là một cái dấu hiệu cho thấy là một cái mối quan hệ phức tạp và hơi uh, dùng khó nhằn ha. Một số người thì có thể coi đây là cái uh, điều thú vị, nhưng có một số người thì có thể coi đây là một cái kịch tính. Ừ. Nếu như các bạn có những cái sự cư xử một cách uh, đạo đức và chính trực thì uh, các bạn có thể hưởng lại từ mối quan hệ này. Cho nên cái vấn đề thành thật là điều hết sức cần thiết ha. và ngoài ra nếu như bạn đang hỏi về một cái tình huống cụ thể nào đó thì uh, một cái dấu hiệu cho thấy là không có một cái câu trả lời đúng duy nhất. Ừ. Và đôi khi cái điều này là do những cái lựa chọn tự nguyện uh, và có một sự gọi là cân nhắc của chính mình. Ừ. Và bạn xem cái tình huống đó là tích cực hay là tiêu cực đó là tùy theo cái sở thích cũng như là cái suy nghĩ của bạn thôi. cho nên là khi mà bạn có những cái cảm giác cảm thấy mơ hồ hoặc là một có một cái vấn đề gì đó chưa có được xác định thì đó là cái cơ hội để bạn có thể trở thành một cái người đạo diễn cho cái kiệt tác điện ảnh đang ra mắt của chính mình bạn đang được tạo ra giống hình ảnh của đấng tạo hóa cho nên là bạn có thể tạo ra cái hiện tại và tương lai tuyệt vời cho chính mình đó vì của các bạn là hãy nhìn nhận mọi thứ theo cái hướng tích cực thì nó sẽ diễn biến theo cái hướng mà bạn nghĩ rằng nó tích cực còn các bạn cứ nghĩ mọi thứ theo cái hướng tiêu cực thì bạn sẽ có khả năng đi theo cái chiều hướng tiêu cực mọi thứ là do cái suy nghĩ cái cái, cái tư duy của các bạn cho nên hãy cân nhắc và xem xét mọi khía cạnh để có những quyết định đúng đắn rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ 2 ngày 15 tới tháng 7 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi nha. Giờ mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2 bàn tù 2 là những người sống rất là nhân ái tình cảm ấm áp lãng mạn yêu thương ở đây mình thấy thể là bạn đang tập trung rất là nhiều về tài chính và có thể các bạn có khuynh hướng uống nước nhiều trong thời điểm này và ở đây mình thấy dường như khi mà bạn không có tập trung quá nhiều vào tình yêu thì tình yêu nó lại nở rộ ở đây mình thấy sắp có những cái cơ hội về tình ái tình cảm hoặc là có những cơ hội công việc có những cái niềm vui đang đến với các bạn có thể một số bạn nhiều anh shipper đang dồn dập tìm đến các bạn <laughs> và mình thấy giống như cuộc sống của bạn nó có nhiều điều đổi mới hoặc là có nhiều điều nở hoa à. trong ngày này mình thấy các bạn có rất là nhiều cái sự lựa chọn hoặc là bạn có khả năng mua sắm đồ đạc, quần áo hoặc là thức ăn thức uống gì đó à, thấy có nhiều sự lựa chọn hoặc có nhiều ý tưởng trong ngày dường như một số bạn có thể là sẽ có những cái chuyến đi công tác đi du lịch à, hoặc là có thể một vài bạn có người thân ở xa về thăm vân vân hoặc là bạn có khả năng là rất là muốn đi du lịch cho nên có sự lựa chọn cái địa điểm mình sẽ đến một số bạn ở đây có thể là hay bị mất ngủ ha? hoặc là thức khuya và ngoài ra mình thấy thay là bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nam uhm, đây là một người có tài chính vững chắc an toàn có tiền có bạc hoặc có sự gọi là uhm, tin nhắn từ ngân hàng hoặc là một vài bạn có thể đi rút tiền và mình thấy các bạn có trạng thái tiết kiệm tiền bạc không có dám tiêu xài nhiều à, một số bạn ở đây mình thấy có thể các bạn có sự rời bỏ à, những cái điều khiến bạn tổn thương có sự rời bỏ quá khứ và tập trung hơn vào sự nghiệp ừ. hoặc là không có để tâm gì đến tình cảm cho lắm thấy có nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của các bạn à, có thể một số bạn có shipper đến tìm cho nên đem tiền ra trả đó à, ngoài ra thì có thể mua được những món đồ mình yêu thích ở đây mình thấy có thể là một số bạn nữ có ba người mang năng lượng nam có sự kết nối các bạn có thể liên quan đến tình cảm nha tuy nhiên thì có thể một số bạn các bạn cảm thấy chưa đúng chưa đủ tiêu chuẩn chưa phù hợp cho nên mình thấy có dường như có một số bạn nữ các bạn sẽ có một sự kiểu không có quan tâm cho lắm với bạn tập trung vào sự nghiệp của mình à, một số bạn có thể sẽ đi rút tiền hoặc có tin tức vui về tài chính hoặc là có thể một số bạn cũng sẽ có những cơ hội hoặc là có những cuộc hẹn gì đó trong thời gian tới ừ hoặc đang tìm việc có thể bạn cũng sẽ tìm được một cái cơ hội công việc mà mình cảm thấy phù hợp. Ừ. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn muốn thực hiện gì đó nhưng mà cảm thấy mình chưa đủ tốt, cho nên các bạn cũng còn hơi khựng lại, ha, hơi gọi là chần chừ. Tuy nhiên thì bạn có thể ừ. nỗ lực à. tập trung lên kế hoạch để thực hiện cái dự định đó, bởi vì mình thấy các bạn có thể làm được các bạn còn rất là nhiều tài năng chưa được khai triển cho nên đừng có tự đừng có tự đánh giá thấp bản thân của mình các bạn có sự kết nối với nguồn nước khá là nhiều và có thể trong ngày này các bạn nghe những tin tức gì đó mà liên quan đến ngân hàng liên quan đến những cái vấn đề về biển cả nào đó bạn nào mà đi biển trong giai đoạn này hết sức cẩn thận nha để tránh hối tiết. mặc áo phao hoặc là đừng có gọi là mạo hiểm quá đây mình thấy có thể một số bạn có liên quan đến vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ hoặc liên có khả năng có kết nối với luật sư ha, hoặc có ký kết giấy tờ gì đó thì nên có sự xem xét cẩn thận để tránh um, bị um, thối hận hoặc là phút xa gạch chết một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ um, nên cẩn thận với những cuộc gọi lừa đảo đại diện cơ quan thuế gì đó kêu làm việc trên điện thoại thì cẩn thận cái điều này hoặc là một số bạn có thể sẽ xem được khá nhiều những cái luật lệ mới ngoài ra có thể có những cái tin tức có những cái người họ bị phá sản chẳng hạn hoặc là rơi vào cái sự gọi là rơi vào vấn đề pháp lý Ngoài ra có thể một số bạn sẽ có những tin tức, uh, những cái điều bất ngờ hoặc có những cái tin vui gì đó nó khuyến khích các bạn uh, nỗ lực vươn lên hoặc có tin về, có những cái tin về vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ cho những chuyến đi hoặc cho những cái vấn đề mà bạn đang gọi là theo uh, dõi. đây là một cái thông điệp liên quan đến cái sự thoải mái và hạnh phúc với con người tự nhiên của các bạn ha ừ, có thể các bạn đã cố gắng làm theo cái sự mong đợi của người khác và đánh mất chính mình trong quá trình đó thì bây giờ là lúc các bạn phải là chính mình ha, và bạn sẽ cảm thấy mình tuyệt vời như thế nào ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có sự nói chân thật từ trái tim của bạn cho mọi người biết suy nghĩ và cảm xúc thực sự của bạn và ngoài ra bạn sẽ không cố làm hài lòng người khác nữa mà bạn sẽ có sự sống theo cái điều mà mình muốn và đồng thời chấp nhận chính mình và cũng không có sợ người khác không chấp nhận các bạn như vậy và bạn cũng được hướng dẫn để có thể trông thật hơn về ngoại hình của bạn và ngoài ra thì có thể mình thấy các bạn sẽ có cái trạng thái yêu thương chính mình nhiều hơn các bạn có khả năng là sẽ áp dụng cái lối sống thân thiện với môi trường hơn hoặc là ăn uống lành mạnh hơn và loại bỏ những cái chất độc hại ra khỏi cái chế độ dinh dưỡng của mình Ừ. hoặc là bạn sẽ dành thời gian ở ngoài trời nhiều hơn à. một số bạn có thể là sẽ tính đến câu chuyện giảm cân thì mình thấy sẽ thành công đó miễn là bạn cố gắng và quyết tâm à. một số bạn có thể tìm được cơ hội công việc mới và kết thúc hoàn toàn những cái vấn đề gọi là cũ kỹ mệt mỏi áp lực trong quá khứ cho mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha cho các bạn Hi xin chào các bạn tụ 3, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 2 ngày 15 tháng 7 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3 bạn tụ 3 hiện tại đang trong giai đoạn bị mất phương hướng hoặc là mệt mỏi nhiều việc phải làm hoặc là lo lắng phiền muộn hoặc là đang bị vướng mắc một cái điều gì đó và chưa có thể giải thoát được à, hoặc là đang chờ đợi một cái tin tức một cái sự trùng phùng xung hợp đoàn tụ mình thấy có thể là những cái vấn đề bế tắc của bạn có khả năng là liên quan đến vấn đề về tài chính tiền bạc hoặc là sức khỏe không được tốt hoặc đang cảm thấy cô đơn gì đó thời điểm này các bạn chạy xe cẩn thận tập trung ha, để tránh ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như là nên biết chọn bạn mà chơi không có nên gọi là à, giai đoạn này không nên đầu tư rủi ro hoặc cho vay mượn tiền ha, hoặc là lãnh nợ giùm người khác vì cái người bị thiệt hại nhiều nhất là bạn cũng như gia đình các bạn đó hoặc bị người khác kéo vào những cái điều không đúng à, những cái điều nguy hiểm ở đây mình thấy có thể là các bạn sắp có những cái sự đổi mới hay một số bạn mất công việc có thể sắp có một sự gọi là kết nối một cái công việc đội nhóm gì đó ha. Mình thấy các bạn có khuynh hướng tập trung hơn vào tài chính và nỗ lực tìm kiếm cơ hội để phát triển tiền bạc của mình hoặc là có thể một số bạn sẽ có những cái người nào đó giúp đỡ về tài chính cho các bạn nè, có thể người thân trong gia đình hoặc là bạn bè. Trong ngày này mình thấy thôi là bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ha, có thể các bạn có một sự gọi là có nhiều cái ý tưởng trong công việc hoặc có nhiều sự lựa chọn tìm kiếm cơ hội công việc. Hoặc là tìm kiếm mua sắm gì đó trong ngày à, Ngoài ra thì mình thấy có thể cũng có những cầm bẫy Cho nên các bạn hết sức cẩn thận để tránh bị rơi vào những cầm bẫy Những cái chiêu thức lừa đảo, những cái sự gọi là lời nói hoa mỹ Để mời gọi các bạn bỏ tiền vào cho nên là tỉnh táo một chút Thêm một số bạn sẽ có anh shipper đến tìm ha Ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ cố gắng hoàn thành, hoàn thiện xong mọi thứ, mọi việc à, và bên cạnh đó thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có sự bước vào cái không gian tự do thoải mái là chính mình hơn hoặc là bước vào cái sự gọi là triển khai một cái điều gì, gì đó với niềm tin là mình sẽ thắng à, Kiểu vậy và một số bạn sẽ có được những cái ước nguyện được trọn vẹn được hoàn thành có thể các bạn thi cử hoặc là bạn có phỏng vấn gì đó mình thấy sẽ thành công à, nếu như bạn tự tin và cố gắng và trong ngày trời mưa trơn trọt các bạn cẩn thận hoặc là nhắc nhở người thân các bạn để tránh bị té nha ngoài ra thì uh, các bạn sẽ có sự kết nối với một người mang năng lượng nam lý trí minh mẫn khôn ngoan tỉnh táo lĩnh đã có khả năng lãnh đạo uh, có sự trung thực và kỹ càng có gần có thể đây là cái người sẽ ghét thi hoặc là cái người sẽ phỏng vấn vân vân và cái người này đòi hỏi các bạn phải có sự trung thực có trách nhiệm và có sự tinh ý uh, có sự gọi là rõ ràng mọi thứ mọi việc và có sự tự tin và làm tốt mọi việc và tuân thủ luật lệ ha, cái người này họ đòi hỏi cái điều đó và đi làm điều gì cũng biết phân tích và suy si tính kỹ càng một số bạn có thể được lên chức lên một vị trí cao hơn vị trí lãnh đạo hoặc là có thể có những cái người có những cái lời nói phê bình chỉ trích gì đó khó nghe ha, khiến bạn cảm thấy rất là tiêu cực thì việc của các bạn là hãy nhìn nhận lại chính mình nếu như điều đó đúng thì mình thay đổi còn nếu như cái điều đó còn thêm mang tính chất dìm hàng quá thì bạn đừng để tâm đến họ Tập trung vào việc chính yếu của mình, đừng mất thời gian à, với những nguồn năng lượng xấu trong thời điểm này, không đáng Và tránh đôi co cãi cọ với người khác bởi vì giai đoạn này ai cũng rất là nóng tính Và giai đoạn này âm khí trùng trùng cho nên rất là dễ hành động, không có bị thiếu suy nghĩ, các bạn cần phải biết bảo vệ chính mình Cân bằng, dĩ hòa, di quý là điều các bạn cần làm một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có sự ăn đi ăn đám cưới hoặc ai đó mời đi ăn đám cưới hoặc đi dự hội nghị gì đó. Hoặc có sự kết nối với người thân gia đình, ăn uống vui vẻ ở đây. Hoặc kết nối với đội nhóm của mình. Và ngoài ra có thể có những cái bế tắc gì đó của bạn nó được giải quyết hoặc là cái người mang năng lượng nam này sẽ cho bạn những cái uh, những cái lời khuyên để bạn có thể vượt qua được một số bạn thì có thể là các bạn có sự kết nối với shipper à. cho nên mua sắm cho nên có sự gọi là hơi bị thiệt hại về tiền bạc ừ. ngoài ra mình thấy các bạn nhớ đem theo giấy tờ đầy đủ nha bởi vì có thể một số bạn sẽ gặp cái chốt kiểm tra đó cho nên là rất là dễ bị phạt nếu như mình không có sự chuẩn bị số bạn chọn luôn tụ 1 với tụ, ô, tụ 2 với tụ 3 Ở Đây mình thấy có thể là bạn sẽ nghe được những câu chuyện liên quan đến sinh tử. Bên cạnh đó thì là các bạn sẽ có thể chứng kiến một cái cặp đôi người lớn tuổi nhìn rất là hạnh phúc bên nhau. kiểu vậy các bạn có sự ngưỡng mộ hoặc là có sự kết nối với ba, ba mẹ của mình một số bạn ở đây mình thấy các bạn chạy xe mà không tập trung rất là dễ cái vấn đề như là ai đó họ băng qua họ ở trong hẻm chạy ra khiến bạn cảm thấy bất ngờ và thắng gấp rất là dễ nguy hiểm đến chính mình nha cho nên, nên chạy xe tập trung và cẩn thận với những cái ngã ba ngã tư gì đó ở đây một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự dừng lại một cái gì đó có thể dừng dừng công việc cũ tìm kiếm cơ hội công việc mới hoặc là dừng một những cái mối quan hệ không chất lượng phức tạp ừ. hoặc là dừng gọi là kiểu ăn uống uh, nuông chiều bản thân quá mức nhưng uh, dừng, dừng những cái thức uống thực phẩm gì đó không tốt cho sức khỏe kiểu vậy ừ. hoặc là có thể có những cái người mâu thuẫn uh, mệt mỏi các bạn có sự dừng nói chuyện với họ bạn im lặng để cho bản thân của bạn được yên ổn được nhẹ nhàng à. và nhớ đeo kính mát À, khi mà chạy xe để tránh có những cái vật gì đó nó rơi vào mắt của mình, nó bay vào mắt của mình. Đây mình thấy các bạn phải có những cái chính kiến lập trường riêng, đôi khi có thể là có những cái người uh, thao túng các bạn, các bạn còn phải biết uh, điều, uh, tỉnh táo để mình không có bị uh, dẫn dắt kiểu vậy các bạn muốn bắt đầu mà một cái điều gì đó mới các bạn phải có cái kế hoạch rõ ràng có được những cái hướng đi tầm nhìn chi tiết tỉ mỉ thì bạn mới không có dễ dàng bị lệch uh, hướng ha ở đây mình thấy là các thiên thần đang gửi cho bạn cái thông điệp bởi vì bạn đã đẩy bản thân mình vượt quá giới hạn của mình bằng việc làm nhiều việc cùng một lúc à, các bạn có sự gọi là Ờ uh, ôm đờm mọi việc đôi khi có thể đang là ôm đờm việc của người khác nữa đây bạn đã lạm dụng bản thân mình quá nhiều hoặc là lạm dụng trong cái việc giao lưu hoặc là tiệc tùng trong cuộc sống về đêm của mình thì bây giờ lúc đó bạn có thể nghỉ ngơi và giải đọc tốt ha để bạn có thể phục hồi cái mức năng lượng và sức khỏe của các bạn các bạn được nhắc nhở là hãy tập trung thời điểm hiện tại và giải quyết từng dự án một để tránh cái cảm giác bị chói ngợp bị áp lực ừ, có thể các bạn đã từng quá tập trung vào tương lai dự đoán những cái thời điểm tốt đẹp hơn hoặc là lo lắng vào những gì ở phía trước hoặc có thể là bạn bị cuốn hút bởi những cái sự kiện trong quá khứ thì bây giờ các bạn được hướng dẫn là hãy tập trung vào cái hiện tại để bạn có thể tận hưởng cuộc sống của mình ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại của bạn nó không có lý tưởng và như mình nói các bạn sẽ có sự rút lui khỏi một cái công việc gì đó quá vất vất vả hoặc là từ bỏ một cái sở thích mà bạn đã không còn đam mê nữa nếu như điều đó nó khiến cho sức khỏe thể chất hoặc là tinh thần của bạn gặp nguy hiểm ha cho nên là hãy bình tĩnh tiếp cận cuộc sống một cách nhẹ nhàng và hãy chăm sóc sức khỏe mình thật là tốt trong thời điểm này và đừng có để bản thân của mình quá căng thẳng, áp lực Hãy uống nước nhiều, kết nối thiên nhiên, chăm sóc cây cối hoặc là động thú vật ở cưng, thú cưng của các bạn Chẳng hạn hoặc là kết nối với gia đình Những cái người mà có tần số năng lượng tốt đó, Để mình có thể phục hồi, nâng cao sức sống trở lại Một số bạn có thể trồng cây, trồng hoa gì đó Vì có khả năng nó sẽ sống tốt, ha, phát triển tốt Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và cho thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn